Thời điểm hậu Covid-19, việc chăm sóc sức khỏe được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm, đặc biệt là trong việc hỗ trợ dinh dưỡng, bổ sung các vitamin thiết yếu và khoáng chất hàng ngày, đặc biệt là những sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên. Đáp ứng được nhu cầu này, các doanh nghiệp về sản phẩm làm đẹp cũng đưa ra nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu sử dụng những sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc từ thiên nhiên đang được rất nhiều chị em người tiêu dùng Việt Nam tin dùng. Đáp ứng được nhu cầu này thì đa số các doanh nghiệp về kinh doanh về những sản phẩm là mỹ phẩm làm đẹp thì đang có rất là nhiều những cái sản phẩm phục vụ cho chị em trong thời điểm gần đây. Nắm bắt xu hướng về quản lý sức khỏe của người tiêu dùng sau kỳ nghỉ dài vừa qua, công ty này đã ra mắt một khu bán hàng với đầy đủ các sản phẩm về dinh dưỡng và sức khỏe như kiểm soát cân nặng, hỗ trợ dinh dưỡng, bổ sung các vitamin thiết yếu và khoáng chất hàng ngày. Trước hết, các sản phẩm hữu cơ cũng như nguồn gốc thiên nhiên đã trở nên thành một xu hướng mà người tiêu dùng lựa chọn. Trước hết là nó rất là an toàn. Cái thứ hai là nó giúp cho người tiêu dùng cải thiện sức khỏe tốt. Và cái thứ ba là các sản phẩm nguồn gốc hữu cơ nó sẽ giúp bảo vệ môi trường cũng như là dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho người tiêu dùng. Tùy theo nhu cầu của người tiêu dùng, các doanh nghiệp cũng đã thay đổi xu hướng kinh doanh sản phẩm của mình. Thông thường, các sản phẩm thiên nhiên chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi, các nguyên liệu tự nhiên như tinh dầu, thảo dược, trái cây, hoa quả, mật ong. Các nguyên liệu thuần khiết này không qua xử lý hóa chất, không chứa thành phần nhân tạo, chất tạo màu và cồn, do đó đem lại sự an toàn cho người sử dụng. Bởi vì nhận thức được rõ ràng là sức khỏe rất là quan trọng, sức khỏe là số 1. Và khi mà mình hiểu về dinh dưỡng ấy, thì mình thấy nó có một cái vai trò rất là to lớn trong cái vấn đề mà chăm sóc sức khỏe. Bởi vì là chính cái sự mất cân bằng ăn uống ấy, thì nó sẽ gây cái hậu quả sức khỏe không tốt cho rất là nhiều người. Cho nên là hiểu được cái điều đó, cho nên là bản thân mình, dùng cho chồng, cho con, cho người thân của mình, bổ sung hàng ngày hàng ngày. Sống healthy và balance là xu thế đang được quan tâm. Nếu như trước đây, xu hướng này thường được hình ảnh hóa bằng cách luyện tập thể thao, ăn nhiều trái cây và rau xanh, thì khi đại dịch ập tới, lối sống này được bổ sung thêm vài khía cạnh mới. Có thể thấy trong đại dịch, healthy và balance còn mang ý nghĩa chủ động tìm đến các sản phẩm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thay vì đợi có bệnh mới chữa. Nếu trước đây, nhiều người nghĩ rằng khỏe là không mắc bệnh, thì nay quan niệm khỏe đã thay đổi. Theo khảo sát cuối năm 2020 của Tập đoàn Thực phẩm Đa Quốc gia ADM Mỹ, 77% người được hỏi cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa để cải thiện sức khỏe, 31% đã tăng mua sản phẩm sức khỏe được cá nhân hóa, 48% cho biết sẽ tiếp tục mua các mặt hàng chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Thế giới đang chứng kiến sự phát triển thần tốc của công nghệ số và đặc biệt là số người sử dụng mạng xã hội tăng cao. Theo một báo cáo mới đây của trang web datareportal.com, trong 7,8 tỷ người trên thế giới, số người sử dụng điện thoại thông minh là 5,2 tỷ, chiếm 66% dân số. Số người sử dụng mạng xã hội thường xuyên là 4,2 tỷ, chiếm 54% dân số. 82% số người dùng Internet trong độ tuổi từ 16 tới 64 tìm kiếm sản phẩm trên nền tảng trực tuyến. Và 77% người dùng đã từng mua sản phẩm qua nền tảng này. 7 trên 10 app điện thoại được sử dụng nhiều nhất có liên quan tới mạng xã hội bao gồm Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Báo cáo của Data Reportal cũng chỉ ra rằng tổng số 98 triệu dân Việt Nam, số người sử dụng mạng xã hội thường xuyên là 72 triệu người, chiếm 74% dân số cả nước. Số người trong độ tuổi từ 16 đến 64 là 66 triệu người. Chúng ta sẽ tập trung vào tìm hiểu đối tượng người từ 16 đến 64 tuổi này. 97% nhóm tuổi này sở hữu điện thoại thông minh. 63% nhóm người này tìm hiểu và đưa ra quyết định mua hàng sau khi nghiên cứu trên nền tảng mạng xã hội. 86% nhóm tuổi này tìm kiếm sản phẩm trên nền tảng trực tuyến và 79% đã từng mua sản phẩm qua nền tảng trực tuyến. Từ đó có thể kết luận, thương mại mạng xã hội ở Việt Nam là một thị trường vô cùng tiềm năng và phát triển mạnh mẽ. Trong khi đó,
tình hình kinh tế chung bị ảnh hưởng mạnh do tác động của dịch Covid-19, dẫn tới bức tranh kinh tế hậu Covid-19 có những thay đổi đáng kể. Tính đến tháng 12 năm 2020, cả nước có 32 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng việc làm, theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Không chỉ người lao động, các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Căn cứ báo cáo của Bộ Công Thương, trong 6 tháng đầu năm 2021, có hơn 70.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 là hơn 35.000 doanh nghiệp. Chính những khó khăn đó đã dẫn tới tình hình kinh doanh hậu Covid-19 có những thay đổi đáng kể. Các hoạt động trực tiếp bị hạn chế, rất nhiều hoạt động phải đổi sang hình thức trực tuyến. Đặc biệt là những hoạt động tham gia đông người trong không gian hẹp, khép kín bị tác động không ít. Do đó, xu hướng gặp gỡ, mở rộng mối quan hệ bạn bè trên các nền tảng mạng trực tuyến, mạng xã hội phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, thói quen tiêu dùng thay đổi, con người có xu hướng chuyển sang mua sắm trực tuyến. Báo cáo Facebook của tháng 6 năm 2021 cho thấy, mua sắm trên nền tảng trực tuyến sẽ trở thành xu hướng tiêu dùng mới, thay vì chỉ là hình thức ứng phó trong thời điểm đại dịch xảy ra. Hơn thế nữa, tỷ trọng ngành hàng thay đổi do người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bằng cách tăng chi tiêu cho ngành hàng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và các nhu cầu thiết yếu. Người tiêu dùng Việt Nam tích cực tìm kiếm thông tin về các lối sống xanh để chăm sóc sức khỏe toàn diện. 82% người tiêu dùng được khảo sát cho biết họ đã tìm kiếm thông tin liên quan đến lối sống lành mạnh. Ngoài ra, ngày càng có nhiều người lao động tìm đến những công việc bán thời gian với tính linh hoạt cao. Do đó, xu hướng nền kinh tế việc làm tự do đang dần thay thế các ngành nghề truyền thống vì tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn và không còn an toàn như trước. Thêm vào đó, tự chủ tài chính giúp mọi người có khả năng thích ứng linh hoạt với các biến đổi của thị trường. Tuy nhiên, những thay đổi này cũng đưa đến những cơ hội rất lớn cho bất cứ ai biết nắm bắt. Vì vậy, vì sao cơ hội kinh doanh Amway lại tiềm năng và phù hợp hoàn toàn với xu hướng trong bối cảnh kinh doanh hậu Covid hiện nay? Amway sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm chất lượng cao và thân thiện với môi trường. Đây là những điểm tạo nên sự khác biệt của Amway. Do đó, Amway phù hợp với xu thế hiện nay khi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn tới các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Trong đó, Nutrilite hơn 13 năm giữ vững danh hiệu, nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán chạy số 1 thế giới. Sản phẩm protein từ nhãn hiệu Nutrilite là thực phẩm bổ sung protein bán chạy số 1 thế giới. Ngoài ra, sản phẩm Artistry tận dụng nguồn nguyên liệu dưỡng chất thực vật từ cánh đồng hữu cơ Nutrilite được chứng nhận ở Hoa Kỳ, Mexico, Brazil và áp dụng khoa học làn da tiên tiến từ Artistry tạo ra sản phẩm dinh dưỡng cho làn da. Bên cạnh đó, hơn 40 công thức sản phẩm chăm sóc gia dụng của Amway được công nhận bởi chương trình Shepherd's Choice của Tổ chức Bảo vệ Môi trường tại Mỹ. Đặc biệt hơn, nhờ vào tầm nhìn của ban lãnh đạo tập đoàn mà Amway đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ để đón đầu xu thế. Trong năm 2020, Amway đã đẩy mạnh đầu tư 500 triệu đô la vào các nền tảng kỹ thuật số bao gồm nâng cấp trang web giúp nhà phân phối dễ dàng trong hoạt động kinh doanh, phát triển các công cụ đào tạo trực tuyến bên cạnh hình thức trực tiếp giúp nhà phân phối làm chủ kiến thức chuyên môn về sản phẩm, nâng cao kỹ năng kinh doanh và chủ động việc học mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, Amway tập trung xây dựng các chương trình phát triển cộng đồng như cộng đồng chăm sóc sức khỏe Body Care, cộng đồng làm đẹp Home Beauty, cộng đồng yêu thích ẩm thực Home Party, cộng đồng 3T trên cả hai nền tảng online và offline. Các động thái này giúp các nhà phân phối xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng mạng xã hội, kết hợp hoạt động trực tiếp để thu hút người tiêu dùng trẻ, kết nối mạnh mẽ với nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng trên nền tảng mạng xã hội. Từ đó, nhà phân phối gia tăng thu nhập thụ động và tiến nhanh hơn đến nấc thang thành công tại Amway. Có thể nói, Amway chính là sự nghiệp kinh doanh tự chủ cả về tài chính lẫn thời gian, nơi nhà phân phối có thể linh hoạt trong cả công tác quản lý lẫn vận hành. Mô hình này giúp các nhà phân phối thích ứng dễ dàng với các biến đổi của môi trường kinh doanh. Cơ hội kinh doanh Amway phù hợp hoàn toàn với xu thế tất yếu trong thời buổi nhiều biến động như hiện nay. Tiềm năng cơ hội kinh doanh Amway là rất lớn và dành cho tất cả mọi người. Chỉ cần bạn có niềm tin, có tình yêu và kiên trì với lựa chọn của chính mình, tại Amway, chúng tôi sẽ giúp bạn thành công. Cùng nhau, chúng ta kết nối và gắn kết chặt chẽ hơn với hoạt động kinh doanh này để mang đến cho cộng đồng cuộc sống tốt đẹp hơn và khỏe mạnh hơn. Qua đó, chúng ta có thể thấy rõ, thời cuộc xoay chuyển không ngừng, chuyển mình là xu thế tất yếu, lựa chọn là của bạn.